Xin chào các bạn. Tôi là Daniel, tiếng Việt là Thái Dương. Sống được ở Việt Nam 7 năm, được đi Hạ Long. Thấy cái chỗ rất là đẹp nhất ở Việt Nam luôn. Vì có rất nhiều đam mê, thích viết lắc, viết báo, thơ, rap gì cũng thích viết hết à. Đánh guitar, cũng thích nhảy. Học được tiếng Việt được 7 năm. Vậy thấy cái giáo của người Việt Nam là rất là khó. Vậy cái món thích nhất là bún mắm với băng cuốn. Ở Việt Nam thấy người ta rất là dễ thương, rất là thân thiện. Vậy Daniel thấy sống ở đây là rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên qua Việt Nam thấy kẹt xe và đông người quá. Daniel muốn khám phá về Việt Nam tại vì mẹ của Daniel là người Việt Nam. Các bạn hãy xem chương trình để khám phá về Việt Nam nha. Tôi là Daniel, sống được ở Việt Nam được 7 năm rồi. Cuộc sống của Daniel ở Việt Nam rất là thoải mái. Let's go fellas! Big push! Let's go! Cuộc sống của Daniel là rất là nhẹ nhàng. Daniel là huấn luyện viên thể thao. Daniel muốn không một phút giây nào được bỏ lỡ. Let's go! Mỗi ngày phải nhanh, nhanh, liên tục, nhanh, hard. Daniel rất thích viết lắc và có rất nhiều đam mê nên thấy không có thời gian để làm cái gì hết. Đây, mua nước đây nha. 30 giây thôi nha, nhanh. Không ở đâu như thành phố Hồ Chí Minh, trà đá ở khắp nơi, quán ăn, quán nước bình dân Việt Nam đều bán chỉ với giá từ 2.000 đến 3.000 đồng, thậm chí miễn phí để phục vụ giây khách cho 10 khách hàng. Ê, cảm ơn em. Trà đá Việt Nam, ta hộ miễn phí. Rồi anh nhờ trước nha. Ủa, không đi uống trà chanh của em. Trà chanh hả? Thôi, không có thời gian, uống trà chanh cần phải nhanh. Em phụ chị cho nhanh nha. Trà chanh chăm nhó là xu hướng uống trà rất được ưa chuộng đến từ Hà Nội. Chỉ cần vài cái bàn ghế đồng nhang là các bạn trẻ có thể ngồi hay nhờ tấm xuyên thời gian. Trà sữa cũng là một thức uống được yêu thích không kém. Quá đã, quá nhanh, quá dày khác. Em đã quen uống trà túi lọc, theo kiểu phương Tây, cho nên bất tiện lời. Cho em hỏi, cái trà này bán bao nhiêu vậy chị? À, cái này mình không có bán, đây là nhóm của mình hay uống trà ở ngoài thiên nhiên thôi. Bạn có muốn uống trà thử không? Muốn nói không có thời gian lắm, nhưng mà đang viết một cái bài về trà. Bạn tên gì? Bạn tên Daniel. Mình tên là Kiều. Thì Kiều đang chuẩn bị nấu lá trà tươi. Cái này thì mình chỉ hái những cái lá già như thế này thôi. Sau đó mình vò sơ rồi bỏ vào trong ấm. Cho một ít nước sôi vào để mình tráng sơ qua đi thì nó sẽ bớt được cái mùi hăng của cái lá. Người Việt Nam uống trà để khói đầu cho những cục gập cỏ hay những cục giao lưu bắt chọc để thừa không quen trở thành bạn. Cảm ơn nhiều. Trà rất quá đá, trà sữa này rất là ngon. Nếu mà bình thường thì không có thời gian để pha, có chị chờ Daniel pha cái trà kho được không? Daniel sẽ theo Kiều về quán trà của Kiều nhé. Ở về bên đó thì Kiều sẽ có một cách pha trà bài bản. Ok, được. Chào Kiều. Chào Daniel. Ngồi đi. Rồi vậy phải ngồi xuống thế nào cho đúng? Daniel cứ ngồi thật là thoải mái, ngồi xếp bằng là thoải mái nhất.
Daniel là nam thì sẽ ngồi xếp bằng cho thoải mái, còn Kiều là nữ mà áo dài thì sẽ ngồi xếp sang một bên như thế này, nhìn sẽ duyên dáng hơn rất là nhiều. Cho Daniel hỏi một chút, nhì trà với tam pha là cái gì? Trong trà nó có một cái câu là nhất nước nhì trà tam pha tứ ấm, có nghĩa là đây là bốn cái yếu tố rất là quan trọng để có một ấm trà ngon. Thứ nhất là phải có nguồn nước tốt, thứ hai là phải có trà ngon, thứ ba phải có một cái cách pha tốt, và thứ tư là mình sẽ mới tính đến dụng cụ pha trà. Bây giờ thì Kiều sẽ bắt đầu pha trà nhé. Bây giờ thì Kiều sẽ múc nước đổ vào trong ấm. Bây giờ thì mình sẽ nhấc cái ấm này lên và xoay tròn nó. Mình cứ để các cái chén trà và chuyên trà có nước nóng ở trong đó để mình làm nóng nó. Kiều sẽ tách từng cái cánh hoa này ra để lấy trà bên trong ra pha. Mỗi nước có một văn hóa uống trà riêng, phong trà Việt, thất dạng nhì, gần gũi, khung, khốn sáo. Thứ nhà ra phố nói, đầu cúng thấy trà. Ồ, kìa bây giờ bay xếp cánh hoa lại luôn hả? Đúng rồi, bởi vì bông hoa sau khi mình đã lấy trà xong thì mình sẽ xếp cánh hoa lại một cách rất là cẩn thận để tỏ lòng biết ơn cái bông hoa đã cho mình hết cái hương thơm của nó. Daniel làm thử nha. Daniel làm thử xem. Tôi không dễ đâu. Hoa đào khó. Bây giờ mình sẽ cho nước sôi vô ấm để pha trà. Mình sẽ chờ khoảng 30 giây cho trà nó chín. Thì trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ xoay nước, mình sẽ xoay chén trà ngược chiều kim đồng hồ khoảng 2 đến 3 vòng. Sau đó thì mình sẽ đổ nước đi. Rồi bây giờ trà chín rồi, Kiều sẽ rót trà từ trong ấm ra cái chuyên trà này. Rót trà từ trong chuyên trà này ra các chén. Mời Daniel. Cảm ơn Kiều. Kiều không có biết uống trà mà phải có nghệ thuật nữa. Bình thường uống rất là nhanh như vậy. Như vậy thì giống uống rượu quá. Trong trà ấy thì bản thân của trà nó có sự tĩnh lặng ở trong đó. Tập trung cả năm giác quan của mình vào uống trà thì khi đó trà sẽ phát huy hết tác dụng tốt cho sức khỏe và cho cả tinh thần của mình nữa đó. Daniel thử lại xem nhé. Khi nào thì Daniel sẽ uống trà? Khi nào khác? Thường thì Kiều sẽ uống trà khi không khác. Ủa, sao vậy? Lạ đúng không? Lạ. Một cái trường phái khác đó là mình uống trà đạo, không phải là cho bao tử của mình nữa mà là cho tinh thần. Các bạn trẻ thường thì hay không quan tâm nhiều đến cái cuộc sống cá nhân của mình, mà thường thì hay lướt Facebook chẳng hạn. Hay là... Chị ơi, cho chị em tham gia với nha. Vào đây đi em, mọi người vào đây đi. Daniel, ok, Daniel có chỗ Kiều ngồi nhé. Mở nắp ấm ra. Trước giờ Dan cứ nghĩ các bạn trẻ thời này bàn rộng, không có thời gian, không muốn tìm hiểu về những lệ nghi truyền thống như văn hóa trà này. Hôm nay mới biết các bạn trẻ Năng Đồng cũng rất đam mê văn hóa trà và sang thân thức lắm. Cuộc sống cũng giống như tất trà, uống trà phải biết thưởng thức, cũng như sống phải biết tận hưởng. Mỗi ngày, chỉ cần đánh ít phút sống chậm với trà để nhìn lại mình, như vậy cuộc sống sẽ an nhiên hơn rất nhiều. Nào được.